Ok, chúng ta có từ his là của anh ấy đúng không? His. Ok, his. Anh ấy tên là Thiên đi. His name is Thiên, right? His name is Thiên. Ok, her name is Bảo Anh. Her name is Bảo Anh là tên của cô ấy là Bảo Anh. Để chưa thì chúng ta sẽ có những cái từ này để nói về sở hữu. Được chưa? Ví dụ khi mà các bạn nói là ngôi nhà của chúng tôi thì rộng. Chúng ta có nói là we house không? We là chúng tôi mà, nó là đại từ nhân xưng đúng không? Thì chúng ta sẽ không sử dụng cái đại từ nhân xưng, được chưa? Ví dụ như we là để chỉ sở hữu của mình. Ví dụ chúng ta nói là ngôi nhà của chúng tôi đúng không? Có từ của thì chúng ta phải dùng những cái sở hữu này nhé để dễ đạt nhé. Thì chúng ta sẽ nói là our house, được chưa? À, ngôi nhà của chúng tôi thì rộng thì chúng ta sẽ nói là our house is Là. large. Everyone say with me this sentence. Tức là khi mà mình nói là everyone say out loud with me this sentence, có nghĩa là các bạn lặp lại giúp mình câu này nha. Được chưa? Hoặc là everyone repeat after me, có nghĩa là các bạn lặp lại câu này giúp mình. Được chưa? Repeat after me. Đấy, thì các bạn hiểu nha. Repeat after me, tức là lặp lại theo tôi nha. Được chưa? Repeat after me, hoặc là read out loud, tức là đọc to lên cùng tôi. Được chưa? Thì các bạn sẽ biết là đây là yêu cầu của giáo viên, tức là các bạn sẽ đọc cùng mình nha. Ok, repeat after me. Our heart is House large. is large. Ok, very good. Our heart is large. Chúng ta có từ large. Các bạn đọc giúp mình nha. Large. 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 Là rộng. Large. Đúng không? Our heart is large. Our heart is large. Very good. Our heart is large. Cái ngôi nhà của chúng tôi rất là lớn. Nice. Hoặc là bố mẹ của họ rất là đẹp, đúng không? Rất là trông rất là phúc hậu hoặc đẹp. Và chúng ta có thể nói là của họ thì chúng ta có từ their. 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 Ok, mình có ghi lại buổi học tiếng Dũng nha. Nếu mà bạn bận thì mình có thể gửi lại cái file này cho bạn nha. Ok, rồi chúng ta có từ there. There là gì? There là của họ, được chưa? Ok, và chúng ta có là bố mẹ của họ thì chúng ta có cái cụm từ là their parents. Parents. Their parents. Yeah, parents. Parents. Ok, their parents là gì? Parents. Bố mẹ của họ, đúng không? Bố mẹ của họ thì rất là đẹp đi. Thì chúng ta sẽ nói như là their parents are beautiful. Beautiful. Their parents are beautiful. Bình thường trước đây mình cứ đọc là từ beauty.